Có một cái cô này, cô đến gặp những đứa, cô nói 100% luôn. Nhà của cổ nguyên một ổ mối thiệt là bự, ổ mối bự dữ lắm. Xong cô để cái máy niệm Phật ngay trong ổ mối. Bao nhiêu năm nay? 4-5 năm cô để cái máy cái niệm Phật của mình. Để ngay chỗ đó. Không, cái năng lượng niệm Phật cô để ngay ổ mối. Xuyên suốt. Vậy biết rằng mấy con mối từ từ nó hết thọ mạng, nó chết từ từ. Rồi nơ đó mọc lên hoa sen quá trời luôn. Mọc lên hoa sen quá trời nhiều luôn. Cô nói công nhận quá thù thắng thầy ơi. Rõ ràng chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin nương niệm danh hiệu ta, đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm, ta là Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn chúng sanh lắm về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Chúng sanh mười phương, mối cũng là chúng sanh nằm trong đó luôn. Hương linh hay tất cả ruồi mũi kiến đều nằm trong đó hết. Nên quý vị biết rằng danh hiệu Phật mà quý vị bắt xung quanh nhà, rồi bắt những vị trí này vị trí kia cho người ta được nghe, quá thù thắng. Chúng sanh bò mát bay mái cửa đều được lợi ích lớn. Đó, mối, ổ mối để cái năng lượng niệm Phật niệm xuyên suốt luôn. Cô để 4-5 năm nay mối má chết đi từ từ, rồi nơi đó tự nhiên hoa sen mọc lên, hoa sen mọc lên. Cô nói hoa sen mọc lên quá nhiều nhiều luôn. Vậy thôi. Hay đúng là cảm ứng thù thắng không? Quá đặc biệt luôn mà. Nên nhà mình mà thí dụ như ổ ong, ổ mối đồ này kia, quý vị đừng có phá nó. Mình phá nó vẫn là mình tạo nghiệp sát sanh. Để máy niệm Phật đi từ từ gì. Nó còn ra đi còn thù thắng nữa. Cái tâm quý vị gì từ bi dữ lắm. Đặc biệt lắm. Nên những đức nói gia đình mình để máy niệm Phật là quá hay quý vị à. Quá hay. Vô tình giết, đạp dẫm phải kiết gián con này con kia bất tử, thì danh hiệu Phật lúc nào xung quanh nhà mình, xung quanh chùa cũng nghe hết. Vậy thì quý vị coi quá thù thắng không? Đó, quá tuyệt vời. Nên mỗi một người chúng ta phải biết trân quý quý vị à. Trân quý với một tình độ, một tình độ là pháp môn đại thù thắng, độ người và độ tất cả chúng sanh. Chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai đều được độ thù thắng hết. Nghe cô kể nghe mà trong lòng mình đúng là thế thu thập được những câu chuyện niệm Phật cảm ứng thù thắng. Quá hay quý vị. Nên cái nơi ở mình ruồi mũi kiến đồ dán đồ nhiều, quý vị cứ để máy niệm Phật. Quý vị để miếng đồ ăn đồ cho các chúng sanh nhỏ dùng. Cứ có tâm vậy đi quý vị. Vì đói nên mới đi tìm thức ăn. Nên những đức từng kể quý vị mà mũi đến cắn những đức, mà những đức còn để cho cắn. Những đức còn đọc tam quy, quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh, xong niệm Phật cho nghe. Cũng là một chúng sanh, ông bà cha mẹ mình đã từng mắc đi và đầu thai là một chúng sanh này mà. Tin 100% tin lời Phật dạy. Nên mỗi một con người chúng ta gặp Phật Pháp, quý vị mở tâm từ bi ra, pháp môn tịnh độ là pháp môn đại thù thắng. Phải tin. Phải tin. Đó. Bây giờ quý vị coi, bé Phương pháp danh Liên Tịch, bấm số niệm Phật. Nhớ nghe, thường cứ cầm máy bấm số niệm Phật. Vì cái thành tựu của máy bấm số niệm Phật này là chắc chắn thành tựu. Những đức đi rõ ràng từ khi chùa chúng ta phát triển cái việc máy bấm số niệm Phật này tới bây giờ, người mà biết ngày giờ giảng sanh và ra đi thù thắng là cũng không ít đâu quý vị. Vì tính những cái câu chuyện chùa mình mà biết ngày giờ niệm Phật giảng sanh để lấy xá lợi là từ cái thời điểm mà bấm số niệm Phật tới bây giờ là nhiều nhất. Nhiều nhất. Phải rõ ràng không? Vì sao? Vì con người chúng ta khi không bấm số niệm Phật, chúng ta không niệm Phật. Chỉ lên chánh điện tu xong đi xuống không niệm Phật. Nhưng mà từ khi bấm số niệm Phật là chùa mình người lên chánh điện tu, tu xong xuống là bà lo bấm số niệm Phật. Buổi tối cũng không được cũng bấm số niệm Phật. Các cụ cứ bấm số niệm Phật. Mà quý vị biết rằng bấm số niệm Phật nó rất là hay ngay chỗ không có căng thẳng thần kinh. Tại vì cái máy bấm số niệm Phật giống như nó nhớ giùm mình à. Nên mình lo niệm Phật không, mình không có nặng nề. Nên cái phương pháp bấm số niệm Phật rất là hay. Đó, từ khi nhà Đức để ý rõ ràng, từ khi bấm số niệm Phật tới giờ là người niệm Phật giải sanh, chùa mình biết ngày giờ đồ nhiều lắm. Bé phương pháp danh Liên Tịnh này lúc nào nằm cũng cầm máy bấm số niệm Phật. Nhiều bà cụ già trong chùa mình cứ bấm số niệm Phật. Tại vì sao? Lên chánh điện tu, tu thờ xong bước xuống là bấm số niệm Phật.
rất là thù thắng, đặc biệt thù thắng, nhớ, quá đặc biệt thù thắng. Nên mỗi một người chúng ta phải nhìn nhận rõ ràng, những đức thấy rõ ràng cái thời mạt pháp này nó theo cái sự phát triển của thời cuộc. Hình như chiếc máy bấm số này rất phù hợp. Con người ta tự nhiên mỗi ngày đưa lên số lượng rồi cứ cả ngày mà bấm số niệm Phật, không có bỏ cuộc quý vị. Vì thử quý vị một ngày mà không cầm máy bấm số đi, vì niệm được mấy câu? Vì niệm rất dễ bị gián đoạn. Nhưng máy bấm số niệm Phật vị sẽ thường bấm, quý vị sẽ ngồi bấm hoài bấm số niệm Phật luôn, vì quý vị biết cái số lượng. Nên á, số lượng nhiều vẫn là tốt. Vì sao? Vì cả phàm phu chúng ta không niệm là nghĩ niệm, chứ đừng có nói là niệm chất lượng gì. Quý vị không niệm luôn nữa chất lượng gì. Còn thua quý vị niệm, giống như tính với Phật, Phật vui vẻ quan hệ cho vị tính với Phật. Hãy bấm số niệm Phật đi. Chiếc máy bấm số niệm Phật này thù thắng lắm nè. Nên tất cả những người mà trong trang ký số niệm Phật phải động viên nỗ lực lên ký số niệm Phật. Cái ký số niệm Phật cực kỳ thù thắng luôn, phải nhớ nghe quý vị. Đó. Nhưng mình đứng thấy rõ ràng trong chùa mình, chùa càng ngày càng ổn là ngay chỗ máy bấm số này nè. Thời khóa tu chánh điện thì tu được rồi, tu rồi xong xuống bấm số niệm Phật. Mà chỗ quan trọng vô cùng là tối ghi. Chỗ cực kỳ quan trọng là buổi tối đi ghi nghe quý vị. Buổi tối đi ghi ký số niệm Phật là đặc biệt thù thắng. Đó là rất rõ ràng luôn. Mỗi một người chúng ta phải tin 100%. Nói quý vị coi, trong cái thời cuộc này cầm chuỗi khi mình không niệm luôn. Mấy vị nhớ nè, thường cầm chuỗi lăn 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 mà khi không niệm á, có khi lăn thành quen. Có người người ta không niệm Phật mà người ta cầm cái chuỗi lăn 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 lăn, không biết ta niệm gì luôn. Có lần những đứa hỏi một người này cầm cái chuỗi lăn 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 lăn, những đứa hỏi, ủa bộ người niệm Phật à? Không, lăn quen chứ có niệm. Đi coi, không có lợi ích. Còn cái máy bấm số là gì? Ai với Đà Phật thì sẽ bấm, ai với Đà Phật 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 rồi bấm. Cứ là thầm thầm, cứ là bấm một câu A Di Đà Phật, cái bấm một cái chữ A Di Đà Phật, bấm một cái A Di Đà Phật, bấm một cái A Di Đà Phật, bấm một cái. Nên từ nơi đó mà mình niệm câu Phật hiệu mình bấm một cái, vậy mà thành thói quen luôn, thành thói quen luôn, cái nhịp mình niệm Phật đó. Một câu chắc một câu, một câu chắc một câu, một câu chắc một câu. Một ngày đưa lên 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 là quý vị sẽ niệm cả ngày, không có bao giờ bị bỏ cuộc. Còn nếu như bị buông cái máy bấm số thì bị niệm được mấy câu. Nên từ nơi đó chùa mình thành tựu nhiều người là từ khi chiếc máy bấm số niệm Phật xuất hiện. Và bé phương pháp danh liên tịnh cũng bấm số niệm Phật xuyên suốt luôn. Đó. Nên những đức nói rằng là cả chùa mình đều phát triển chương trình bấm số niệm Phật rất là đặc biệt, và hàng Phật tử khắp nơi bây giờ cũng bấm số niệm Phật. Vì cứ làm cái quy mô này đi rồi chỉ dẫn người ta đi. Vì niệm Phật bấm số niệm Phật rồi chỉ người ta. Hay vô cùng luôn. Trong thời cuộc này bấm điện thoại giờ cái máy bấm số niệm Phật xuất hiện. Mà chiếc máy bấm số niệm Phật này từ khi mà mình phát triển tới bây giờ là phát triển, phát động mạnh luôn. Rất là nhiều người bấm số niệm Phật. Nên quý vị khắp nơi nơi phải nhớ, phương pháp này rất là dễ, cực kỳ dễ luôn, chỉ cần niệm một câu ai là Phật bấm số, cứ niệm thành thói quen. Giống như một bài hát quý vị phải nhớ. Một bài hát mình hát một lần chưa hay, hát nhiều lần sẽ hay. Thì câu Phật hiệu này giống như mình mỗi ngày mình niệm Phật, mình hát câu Phật hiệu. Mình niệm giết rồi mình ghiền luôn vậy đó. Niệm câu Phật hiệu giết rồi tất cả những sự buồn khổ nặng nề trong tâm mắc sạch luôn. Trong tâm không còn nặng nề buồn phiền hết chứ. Rồi những ngày tháng mình sống lúc nào cũng tự tại vui vẻ niệm Phật. Hay lắm. Đó. Mà dùng cái máy bấm số này nè là móc câu Phật hiệu hay lắm nè. Thờ tu thì tu, nhưng mà lúc rảnh là ngồi bấm số niệm Phật. Những người buôn bán giải, bán đồ, bán cà phê, bán nước, bán hộp e, bán rau, bán đồ đạc, cứ là rảnh lúc nào chưa có khách cứ ngồi bấm số niệm Phật. Mặc kệ chừng nào ta đến thì bán đồ, ta chưa đến ngồi bấm số niệm Phật, cứ bấm số niệm Phật. Quý vị có cuốn sổ thì tự ghi ra luôn. Ngày nay tôi bấm bao nhiêu tôi ghi ra, ngày bấm bao nhiêu tôi ghi ra. Cuốn sổ này sau này bị giảng sanh, lấy cuốn sổ này làm bằng chứng niệm Phật giảng sanh, để lại cho người sau này học theo. Tự mình để phát động mình, chùa tối là phải đi ghi để động viên đại chúng trong chùa phải niệm Phật. Nhưng Đức nói trong chùa mình á, người làm công quả bận nhất một ngày giá chót cũng phải 4.000, con nít bèo gì cũng 2.000. Nếu mà buông ra mà không có mấy con số này đố mà niệm,
Nên từ nơi đó mà phải gây dựng cái việc niệm Phật, bấm số niệm Phật. Thờ tu vì coi tu có một chút mình đi xuống, gom lại cái thờ tu của mình một ngày được bao nhiêu thời gian? 24 tiếng, cho quý vị 4 tiếng. 20 tiếng này quý vị bỏ phí thời gian. Bấm số niệm Phật. Nên bấm số niệm Phật là một cái cách móc niệm Phật thù thắng quá đặc biệt trong thời cuộc này luôn. Quý vị coi có nhiều vị ngày xưa như ngài Hoàng Niệm Tổ, ngài nói rằng khi ngài cuối cuộc đời là một ngày vậy là niệm nhiều lắm. Một ngày niệm rất nhiều câu Phật hiệu mà tính được số lượng luôn, rất nhiều. Vậy thì từ đâu phải ký số? Mà ký số có cái ngày cách nào mình không biết, nhưng bây giờ mình có máy bấm số này quá hay. Tính được số lượng luôn. Một ngày bấm 5.000, 10.000 sẽ biết rõ ràng luôn. Tối cái là bắt đầu mình xóa. Tối mình ghi vô sổ xong là mình xóa, bắt đầu tiếp tục bấm cho cái ngày mai. Tuy là nói ngày mai chứ thật sự là mình bấm hoài luôn, nhưng mà nó làm cho mình phải có cái ngày mai. Ví dụ như 20.000 thì mình bấm tới chiều tối, tối gì mà xong, thấy không? Thì bắt đầu xong rồi là mình hồi hướng xong chân ghi vô sổ 10.000, 20.000, 5.000 giá tỷ vị. Xong mới được tiếp tục mình bấm. Bấm ngày mai đủ số lượng rồi, thấy không? Đủ số lượng rồi mình hồi hướng xong ghi vô sổ, ngày nay xong rồi, bắt đầu tiếp tục bấm cho cái ngày bữa sau. Vì sẽ không có ngán thì bấm hoài. Nói ngày mai, ngày mai, ngày mai. Nhưng mà mót hoài, mót hoài, mót hoài, mót hoài. Mót đến khi cuối cuộc đời bị luôn. Là cả đời niệm Phật mục tiêu cầu sanh cực lạc. Mỗi câu Phật hiệu niệm, tuy là bấm số niệm Phật mà đem vọng tưởng này bỏ vào Ai Di Đà Phật hết luôn. Nghĩa là tất cả vọng tưởng lo âu buồn phiền đều bỏ vào Ai Di Đà Phật hết luôn. Quy nhất về câu Phật hiệu hết luôn. Đến niệm Phật mỗi ngày. Thấy hay không? Niệm lâu thành quen luôn. Niệm lâu thành quen luôn. Tự nhiên giống như một bài hát, khi quen rồi tự nó hát à. Vì mình niệm lâu quá trong hai lại giải thức mình đầy có vật hiệu hết, thì tức khắc quý vị biết rằng có vật hiệu này phát ra. Quý vị thấy phương pháp bấm số niệm Phật hay chưa? Cực kỳ hay mà những đức thấy rõ ràng. Từ khi mà bấm số niệm Phật phát triển tới giờ là chùa mình rất nhiều người thành tựu thù thắng. Rất nhiều người thù thắng ra đi đặc biệt luôn. Đó quý vị thấy không? Cái phương pháp này phù hợp thời đại này. Những đức nói đạo tràng giờ tu tu nhưng mà rảnh cứ cho bấm số niệm Phật rồi vì tối đi ghi đi. Nhưng đứa nói cái đạo tràng có gì bình yên liền. Không có thời gian ở đâu mà đi nói chuyện tầm bậy. Đỡ bao nhiêu chuyện xảy ra. Mà phải ghi nghe, đừng có bỏ bê. Bỏ bê là giải đãi. Ghi, ghi lại. Ở nhà thì tự mình ghi để mình biết luôn. Còn ký số trên mạng thì để trên mạng ghi. Còn kết hợp với người ta trên mạng đưa lên cho người ta ghi. Nó kết hợp như một đại chúng quá thù thắng. Nó... Nên từ nơi đó mà phải phát động cái chương trình này mạnh lên. Đừng có giải đãi nha quý vị. Đừng có niệm thời gian bỏ cuộc uổng lắm. Cả đời phải niệm Phật. Quý vị cứ nghĩ đi, cả đời chúng ta không tích lũy câu Phật hiệu, cuối đời chúng ta lấy cái vốn gì niệm Phật giảng sanh? Cái vốn niệm Phật giảng sanh cảm với bổn nguyện đó là gì? Niệm Phật. Cảm với bổn nguyện là niệm Phật. Quý vị không niệm Phật sao cảm bổn nguyện đây? Không, phải nhớ nghe. Bây giờ mình còn khỏe, mình không chịu lo tu, không lo niệm Phật, không lo bố thí cúng dường, không mình đợi tới mình chết hả? Phải dũng mạnh tinh tấn niệm Phật. Không có được giải đãi. Giải đãi là mình dạy. Nhớ, tinh tấn là khôn mà giải đãi là dạy. Dạy lắm đó. Khi cặn tư nghiệp đến, mình bồi dưỡng chỗ nào nó ra chỗ nấy à. Bây giờ cả đời mình bồi dưỡng niệm Phật, rồi uống thuốc, rồi đi bệnh viện, quý vị giết thì sau này cặn tư nghiệp nó hình thành cho quý vị luôn. Mình phải gây dựng liều mạng một hay keo, gây dựng tín nguyện niệm Phật. Khi cặn tử nghiệp chúng ta có đủ dũng khí niệm Phật cầu sanh cực lạc. Chỗ này quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Đó nên những bài chia sẻ này như đức ấy, gây dựng tín nguyện niệm Phật cho tất cả hàng Phật tử, từ người xuất gia hàng cư sĩ gì. Gặp được tịnh độ rồi tín nguyện kiên cố cả đời không thay đổi. Không có nghe cái quyền diệu gì mà bỏ niệm Phật. Không có chạy theo cái quyền diệu, cứ chắc thật nhiệt tình niệm Phật đi. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.